Hey, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về tặng thầy lợi nha các bạn. Hiện nay là nói về tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất ở toán lớp 10, 11 nha các bạn. Kỳ thứ nhất các bạn phải nhớ, muốn tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất thì các bạn thứ nhất các bạn phải thuộc định nghĩa của nó. Thì cho hàm y bằng fx nè. Thứ nhất đó là tập xác định, thì mình cho là giờ nha các bạn. Thì các bạn nhớ nè, với mọi x thuộc vào giờ thì ta có fx luôn luôn nhỏ hơn bằng m. Nhớ m là hằng số, thì đây là ký hiệu nhỏ hơn bằng thì là lớn nhất. Vậy từ đây và tồn tại một cái x0 thuộc vào d sao cho fx0 bằng m. Thì từ đây nè, nhỏ hơn bằng thì gọi là lớn nhất, vậy là max của fx bằng m tại x0, được chưa? Tương tự với mọi x thuộc vào d, fx lớn hơn bằng m thì lớn hơn bằng thì là nhỏ nhất. Thì tồn tại một cái x0 thuộc d sao cho fx0 bằng m. Thì từ đây mình sẽ suy ra được rằng min của fx bằng m. Đó là định nghĩa về giá trị lớn nhất cũng như là giá trị nhỏ nhất. Rồi, để giải quyết những cái bài tập liên quan về lượng giác lớp 11 thì các bạn nhớ giúp lỡ hàm sin và hàm cos, tập giá trị của nó lớn hơn trừ 1 và nhỏ hơn 1. Tiếp theo đó là sin bình và lớn hơn bằng 0 và nhỏ hơn bằng 1. Tương tự cos bình và lớn hơn bằng 0 và nhỏ hơn bằng 1. Tiếp theo căn sin x lớn hơn bằng 0, nhỏ hơn bằng 1 và cos bình x lớn hơn bằng 0, nhỏ hơn bằng 1. Được chưa? Tiếp theo đó là các dạng tìm giá trị lớn nhất cũng như là giá trị nhỏ nhất. Đó là cái dạng thứ nhất, đó là phương trình bậc 2 có nghiệm với mọi x thuộc R khi và chỉ khi delta lớn hơn bằng 0 và A khác 0. Được chưa? Dạng thứ hai đó là A sin x cộng B sin B có x bằng C. Thì đây là phương trình lượng giác các bạn sẽ được học ở chương trình lớp 11. Khi các bạn muốn có nghiệm với mọi x thuộc R khi và chỉ khi A bình cộng B bình lớn hơn bằng C bình. Và dạng nâng cao hơn đó là ở trên có dạng A sin x cộng B có x cộng C, ở dưới cũng tương tự. Thì các bạn hãy chuyển nó về dạng số 2 và các bạn biện luận. Được chưa? Đưa về dạng số 2 và các bạn biện luận. Đó là những kiến thức cần nhớ để các bạn giải những cái bài toán liên quan về tìm giá trị lớn nhất cũng như là giá trị nhỏ nhất của hàm lượng giác lớp 10. Câu 4, giá trị nhỏ nhất của hàm số y bằng sin bình x trừ 4 sin x trừ 5. Thì các bạn đưa về dạng đó là A bình cộng C sẽ lớn hơn bằng C. Và lớn hơn bằng thì là giá trị nhỏ nhất. Được chưa? Thì các bạn phải nhớ, mình viết lại đề y bằng sin bình x trừ 4 sin x trừ 5. Các bạn nhớ lại kiến thức của lớp 9 nha các bạn. Đây là A bình nè, A bình trừ nè 2 lần nhân A. Và các bạn thấy thằng này không à? Lấy thằng này chia cho thằng này thì nó sẽ ra là 2. Vậy B của mình là bằng 2 nè, thì cộng cho B bình, cộng cho B bình thì các bạn trừ cho B bình, rồi các bạn viết lại chữ trừ 5. Được chưa? Bằng từ đây tới đây nè, đó là hằng đẳng, đẳng thức, đó là A trừ B tất cả bình.
Và đây nè, các bạn tính ra là trừ, trừ chính. Thì đây luôn luôn lớn hơn bằng, thì đây là A bình nè, cộng cho C nè, vậy lớn hơn bằng trừ chính. Lớn hơn bằng thì đạt giá trị min y bằng trừ chính. Ok chưa ạ?